Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể thiết kế được một con tem ở trên cái phần mềm New Label này. Thì trước tiên các bạn sẽ mở giúp mình cái phần mềm lên. Đây, phần mềm đây. Sau khi mở lên thì các bạn chọn cái mục nhãn mới này. Này, một nhãn mới. Rồi các bạn chọn cái kích thước tem mà các bạn đã lắp vào máy in. Ví dụ như ở đây mình đang có sẵn cái khổ tem in ở đây là 30 x 20 mm. Thì mình sẽ chọn là 30 x 20. Đây, 30 x 20, và mình nhấn xác định ở đây. Tiếp theo thì ở đây nó có một cái mặt bằng để thiết kế tem. Thì chúng ta sẽ thêm những cái thông tin vào đây. Ví dụ như thông thường một con tem ở trên một cái sản phẩm thời trang, nó sẽ có tên sản phẩm là áo hoặc quần hoặc là giày dép gì đó ở trên này. Tiếp theo nó sẽ có cái mã vạch để quản lý sản phẩm, cũng như là khi mà chúng ta thanh toán bán hàng thì chúng ta sẽ dùng máy tích để quét cái mã đấy, thì lên hệ thống phần mềm nó sẽ có thông tin luôn. Cái thứ ba nữa là giá tiền, hoặc là các những cái ghi chú như là bảo quản, hoặc là địa chỉ cửa hàng của chúng ta, hoặc tên cửa hàng, hoặc số điện thoại chúng ta có thể thêm vào đây. Thì trước tiên mình sẽ làm một con tem cơ bản nhất. Mình sẽ có thông tin là văn bản ở đây, mình nhập nội dung vào. Ví dụ như đây là quần kaki. Đây, mình có thể tùy chỉnh kéo nó ra giữa, hoặc là cân giữa, hoặc là ra góc trái góc phải tùy mình. Đây, mình có thể cho nó đậm lên bằng cách là mình sử dụng các cái thông tin dưới này, mình kéo lên. Đây, phông chữ này to một chút này, đậm này, nghiêng hay gạch chân thì tùy các bạn. Đấy, quần kaki chẳng hạn. Tiếp theo mình sẽ thêm vào thông tin là mã sản phẩm. Đây, một cái đoạn mã vạch để khi mà chúng ta thanh toán nó sẽ có thể tích được. Thì mã của sản phẩm này là gì các bạn nhập vào. Các bạn cũng có thể nhập từ Excel vào nhé. Mình ví dụ như cái mã sản phẩm của Rocky của mình có mã là 87964524276 chẳng hạn, ví dụ vậy. Tiếp theo thì mình sẽ có thêm một cái nữa là giá bán. $350 Việt Nam đồng. Cái giá bán này thì mình cũng có thể cho to lên hoặc là cho đậm lên tùy vào cái nhu cầu của các bạn, làm sao các bạn cảm thấy phù hợp là được. Tiếp theo ở đây mình sẽ cho thêm một cái tên cửa hàng, những tên shop chẳng hạn. Đây, mình có thêm cái tên của cửa hàng nữa. Hoặc là các bạn cũng có thể thêm mã QR này. Đấy, mình ví dụ ạ. Hoặc các bạn cũng có thể thêm các cái logo. Logo ở đây thì có rất nhiều. Đây, các bạn có thể bấm vào phần này. Đây, đây, đây. Có rất là nhiều các thông tin, ví dụ như là giặt ở trong nhiệt độ bao nhiêu này, bảo quản ở nhiệt độ bao nhiêu này, hoặc là sản phẩm như thế nào. Các bạn có thể có thêm các ghi chú vào đây, logo các bạn có thể chọn ở đây. Đấy, hoặc là các bạn có thể cho trực tiếp cái logo hình ảnh của các bạn. Các bạn có thể chọn từ cái album ảnh của các bạn cũng được. Đây, hoặc là thêm các cái viền. Đấy, tùy vào các bạn, vòng tròn hoặc là dòng. Sau khi các bạn thiết kế xong, các bạn có thể in thử ra là bao nhiêu số lượng nó là bao nhiêu. Các bạn nhập nó vào đây, nó sẽ in vào lúc là 5 cái con tem chẳng hạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết kế. Bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem. In thì các bạn chỉ bấm vào đây thôi, in.
Như vậy là mình đã thiết kế và in thử thành công một cái mẫu tem như thế này. Các bạn nhìn có thể nó hơi mờ đây, mình để cái này nó nhìn nó rõ. Thì đây là với một cái kích thước tem là 30 x 20 thì nó cũng khá là nhỏ. Các bạn hoàn toàn có thể thay những cái kích thước tem lớn hơn để cho cái cỡ chữ của bạn nó lớn hơn. Cái này có thể dán nó vào như là mỹ phẩm, nước hoa, vân vân. Thì mình đã hướng dẫn bạn xong, chúc bạn thành công.